sanh ra một người con thao lược tài ba. Câu chuyện mà tôi sắp kể ra chắc mọi người ai cũng có nghe qua. Ở nhà tôi, ba tôi cũng biết đàn, đàn cò, đàn kèm chút chút. Ông anh ba thì cũng đàn cò rất là hay. Anh Tư, anh Năm cũng biết ca, tài tử cải lương. Thì từ nhỏ tôi cũng nghe như vậy, tôi cũng rất là yêu thích. Đến khi mà tôi đi học văn hóa thì đầu tiên tôi cũng đi ca tân nhạc thôi. Sau đến lớp 5-6 tôi có cái dịp may gặp các anh em chơi đàn ca tài tử như là nhạc sĩ Tấn Khoa hiện bây giờ đó. Và các anh em do đó tôi mới yêu thích và bắt đầu học đàn từ thời đó. Khoảng năm lớp 6. Thì mình học thầy cả rất nhiều điều, không những là đờn mà còn thầy dạy cho mình sáng tác lời, viết về quê tình yêu quê hương đất nước, rồi chỉ dạy cả các chương trình. Và điều đặc biệt tới thầy Bình Khải đó là thầy rất yêu âm nhạc dân tộc, luôn luôn truyền cảm hứng cho bọn mình để mà mình có thể đàn hay hơn, ca hay hơn. Trước là tôi ở dưới quê, ở trong đồng, trong ruộng, đi coi trâu, gọi là dân chăn trâu mà. Thì những cái bậc đàn anh, đàn chú trước á, các chị trước đã ca quá hay, đàn quá hay để mà lôi cuốn tôi ra khỏi cái mảnh đất, mảnh vườn để đi theo cái nghiệp này. Bây giờ tôi cũng cố gắng noi bước, tôi làm cách nào đó để thế hệ trẻ cảm thấy cái con đường mình làm rất là đẹp, để mình truyền được cái đạo lý của người Việt mình đến với các em nó thông qua các cái bài ca. Thứ hai nữa là về cái hình thức, đó là những cái âm giai, âm điệu của người Việt, để sau này các em nó sử dụng cái đó giống như là những cái nguyên liệu, rồi các em nó sẽ dùng cái hiện đại để mà nấu nướng nó thành những cái sản phẩm khác cho tương lai. Rồi bây giờ là ca từng bạn hay là từng nhóm? Tôi bao giờ anh Sơn. Chào đón xuân về trên đất vàng cỏ thân thương. Thì khi mà vừa gọi điện cho thầy là thầy nhiệt tình, thầy hỗ trợ liền, có nghĩa là thấy cái tâm huyết của thầy dành cho giới trẻ. Khi mà gặp thầy thì cảm thấy là giống như là mình cũng tìm được cái người mà hiểu cái chương trình và có thể chia sẻ được. Và thầy đặc biệt rất là tâm huyết với những cái chương trình về âm nhạc dân tộc dành cho các bạn trẻ. Môi sầu bởi gió trăm đàn tình nở ngửa nghiêng lá thắm ra dòng sông bờ.